Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật thông tin lãi suất ngân hàng sáng nay. Hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2024, kênh xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn các thông tin ngân hàng mới nhất. Nếu đây là lần đầu tiên xem kênh, mong quý khán giả hãy nhấn đăng ký kênh để khi có thông tin mới, quý vị sẽ nhận được thông báo và không bỏ lỡ các tin quan trọng. Bản tin hôm nay có các nội dung như sau: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Agribank, gây bất ngờ khi tiên phong tăng lãi suất huy động trong 4 tháng liên tiếp để thành quán quân trong nhóm Big Four ở nhiều kỳ hạn. Arivan vừa tăng lãi suất huy động với mọi kỳ hạn, trở thành ngân hàng duy nhất trong số các ngân hàng thương mại, có hai lần tăng lãi suất kể từ đầu tháng 11. Theo đó, Arivan tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động các kỳ hạn, với mức tăng 0,2% một năm, kỳ hạn 1 đến 5 tháng, tăng 0,1% một năm, kỳ hạn 6 đến 36 tháng. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do Arivan niêm yết ngày 15 tháng 11, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 đến 2 tháng tăng lên 2,4% một năm, kỳ hạn 3 đến 5 tháng tăng lên 2,9% một năm, lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng khi gửi tiền trực tuyến tại Agribank tăng lên 3,6% một năm, kỳ hạn 12 đến 18 tháng tăng lên 4,8% một năm và kỳ hạn 24 tháng tăng lên 4,9% một năm. Đây là mức lãi suất huy động cao nhất tại Agribank kể từ đầu năm 2024. Nhìn lại các lần tăng lãi suất của Agribank từ tháng 8, nhà băng này đã tăng 0,2% một năm, kỳ hạn 1 đến 2 tháng, tăng 0,3% một năm, kỳ hạn 3 đến 5 tháng, và tăng 0,1% một năm, đối với kỳ hạn 24 tháng. Tháng 9, Agribank tăng 0,2% một năm, với kỳ hạn tiền gửi 1 đến 2 tháng, và tăng 0,3% một năm, với tiền gửi kỳ hạn 3 đến 5 tháng. Tháng 10, Agribank tiếp tục tăng 0,2% một năm, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng đồng thời giảm 0,1% một năm, các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng. Sang tháng 11, ngày mùng 7 tháng 11, ông lớn này tăng 0,3% một năm, lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 6 đến 9 tháng. Tiếp đến, ngày 15 tháng 11, Agribank điều chỉnh tăng đồng loạt ở các kỳ hạn như đã nói ở trên, trong khi Agribank tăng lãi suất huy động 4 tháng liên tiếp gần đây. Nhưng chỉ lần gần nhất nhà băng này mới tăng với mọi kỳ hạn. Ba ngân hàng còn lại trong nhóm Big Four là Việt Tinh Banh, BIDV, và Vietcombank vẫn giữ nguyên biểu lãi suất. Điều này khiến chênh lệch lãi suất huy động tại Agribank ngày một nới rộng so với ba ngân hàng còn lại, nhất là ở các kỳ hạn dưới 24 tháng. Chênh lệch lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng giữa Agribank với hai ngân hàng là BIDV và Vietinbank là 0,4% một năm, trong khi mức chênh lệch lãi suất so với Vietcombank đã lên đến 0,8 đến 1% một năm. Mức chênh lệch lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 đến 9 tháng giữa Agribank so với BIDV và Việt Tinh Banh là 0,3% một năm, trong khi so với lãi suất ngân hàng cùng kỳ hạn tại Vietcombank, mức chênh lệch lên tới 0,7% một năm. Tuy nhiên, do hiếm khi thay đổi lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn dài, nên hiện lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn 12 đến 36 tháng tại Agribank chỉ cao hơn lần lượt 0,1% và 0,2% một năm so với lãi suất cùng kỳ hạn tại BIDV và Vietcombank. Riêng lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 24 tháng, Vietinbank vẫn đang vô đối khi niêm yết lãi suất 5% một năm, trong khi Agribank và BIDV niêm yết 4,9% một năm, Vietcombank niêm yết 4,7% một năm. Đã có 9 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 11, bao gồm Nam Á Banh, IVB, Việt Á Banh, VIP, MB, Agribank, Techcombank, AB Banh và VietBank. Trong đó, Agribank là ngân hàng duy nhất hai lần tăng lãi suất kể từ đầu tháng. Sau đây là bản cập nhật lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi đến đây bản tin cập nhật lãi suất ngân hàng xin kết thúc quý khán giả hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các bản tin tiếp theo xin kính chào và hẹn gặp lại